Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11, Vietinbank đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai tại các khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam. Trong đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam đã gánh chịu nhiều thiệt hại lớn, nhất là tại các xã, thôn bản vùng núi, biên giới. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Quảng Nam đứng chân trên địa bàn biên giới cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trước thực tế khó khăn đó, Vietinbank đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Tại Quảng Bình, đoàn công tác đã hỗ trợ 40 tấn gạo cho 4 xã thuộc huyện Minh Hóa, tặng 30 suất học bổng cho học sinh tại trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Dân Hóa, 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tặng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo 100 triệu đồng, tặng các đồn biên phòng Ra Mai, Ca Seng, Cồn Ràng, Ca Rồng, Làng Mô, Làng Ho mỗi đơn vị 50 triệu đồng. Tại Quảng Nam, đoàn đã đến thăm và tặng 20 suất quà cho các em học sinh tại trường tiểu học và mầm non Asan và hệ thống máy lọc nước sạch. Cũng trong chuyến công tác này, đoàn đã thăm và tặng quà cho nhân dân xã Asan và huyện Tây Giang, cán bộ chiến sĩ ba đồn biên phòng Anông, Asan, Gari, đặc biệt là lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Trước đó, Vietinbank đã khẩn trương chủ động hỗ trợ khẩn cấp 5 tỉnh miền Trung là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Hà Tĩnh với số tiền hơn 15 tỷ đồng nhằm động viên, chia sẻ giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ lụt. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ nhấn mạnh, Vietinbank luôn xem công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của mình. Thấu hiểu những thiệt hại, khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng biên giới hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình gặp phải trong đợt mưa lũ, thiên tai vừa qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietinbank đã chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có những phần quà thiết thực hỗ trợ quân dân. Vietinbank hy vọng những nguồn lực vật chất và tinh thần này sẽ góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, từ đó yên tâm sản xuất, tập trung phát triển kinh tế. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.